Và sau đây là một thông tin liên quan tới một vật mà có lẽ vào giờ phút này thì rất nhiều quý vị ngồi trước màn hình đang cầm ở trên tay, đó chính là cơm. Từ bao đời nay thì cơm đã trở thành một món ăn không thể thiếu trong bữa ăn của người Việt. Thế nhưng gần đây thì một nghiên cứu khoa học tại Đại học Harvard danh tiếng của nước Mỹ lại cho rằng việc ăn cơm trắng hàng ngày có thể gây ra nguy cơ bị bệnh đái tháo đường nhiều hơn cả việc bạn uống nước ngọt. Vậy thực hư của thông tin này như thế nào? Và liệu rằng chúng ta có nên từ bỏ thói quen ăn món ăn quen thuộc này hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi. Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Y tế Công cộng Harvard, Mỹ, thì một bát cơm chứa lượng carbon hydrate gấp 2 lần so với một lon nước có ga. Vì thế, việc ăn một bát cơm trắng mỗi ngày làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn tới 11%. Cũng liên quan đến nội dung này, một bài viết trên trang Straits Times của Singapore trích lời ông Ji Jung Kang, giám đốc điều hành của Hội đồng Xúc tiến Y tế Singapore cho rằng việc ăn nhiều cơm trắng sẽ làm giảm hiệu quả của quá trình sản xuất insulin và hấp thụ đường của cơ thể, về lâu dài sẽ gây hại cho thận và dẫn tới bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong điều trị bệnh tiểu đường, chúng ta không nên quá hoang mang trước thông tin này. Thói quen ăn uống nó chỉ là một trong những cái yếu tố nguy cơ để dẫn tới bệnh lý đái tháo đường. Và cũng cần phải nhấn mạnh rằng nghiên cứu của trường Đại học Harvard không phải là nghiên cứu để so sánh và tìm ra cái loại thực phẩm nào là loại thực phẩm gây ra bệnh đái tháo đường. Cho nên cái cách hiểu của chúng ta ở đây phải hiểu chính xác là như thế. Trong khẩu phần ăn của người Việt, cơm là thực phẩm chính. Tuy nhiên, việc ăn nhiều cơm không đồng nghĩa với việc sẽ làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường. Người ta thường hay gặp nhất có hai tuýp đái tháo đường là đái đường tuýp 1 và đái tháo đường tuýp 2. Tuy nhiên, trong đó có chiếm đến trên 80% số bệnh nhân bị đái tháo đường là đái đường tuýp 2. Và đây là cái tuýp đái đường phổ biến nhất và nó liên quan trực tiếp đến cái chế độ sinh hoạt, chế độ ăn uống của bệnh nhân. Và nó cũng là một trong những cái tuýp đái tháo đường mà nó để lại những hậu quả nặng nề nhất. Việt Nam là một trong những quốc gia có số người mắc bệnh đái tháo đường gia tăng ở mức báo động tới 12,4%. Thế nhưng so với các nước châu Âu, nơi có thói quen ăn nhiều đồ ăn nhanh và nước ngọt, thì tỷ lệ người mắc đái tháo đường ở Việt Nam vẫn nhỏ hơn. Người ta đã ví nó như là tên thực dân xâm lược vào những cái lĩnh vực của con người, đặc biệt là bệnh lý đái tháo đường. Và đồ ăn nhanh fast food, tức là gì? Ăn thì ít nhưng mà cái năng lượng cung cấp lại rất nhiều. Trong khi đó tỷ lệ chất xơ lại rất ít. Và đây cũng lại là những nguyên nhân chính ấy, để gây lên những cái cung cấp năng lượng dư thừa và hậu quả là tạo ra những sản phẩm chuyển hóa độc hại cho cơ thể. Đây mới là cái chính chứ không phải là cơm của chúng ta đâu. Bệnh tiểu đường được coi là kẻ giết người thầm lặng khi biến chứng của chúng diễn ra từ từ, khó phát hiện. Và để phòng tránh căn bệnh này thì việc bỏ ăn cơm trắng lại không phải là giải pháp đúng đắn.